Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Cái gì? Mình không thể không nói chiêu này không tệ. Vậy mà còn làm ta bị thương rồi. Sao có thể chứ? Hắc viêm chi nhẫn kia đã dung hợp với sức mạnh của 6 cường giả đại thiên mệnh rồi. Muốn mượn sự hỗ trợ của hắc viêm tháp để bộc phát ra. Uy lực đã vượt xa so với thiên mệnh rồi, sao vẫn không thể nào giết được Trúc Long? Không chỉ là không giết chết, trên người của hắn đến ngay cả vết thương cũng không có. Trúc Long, ngươi đã bước qua cảnh giới thiên tinh rồi. Không sai, ta đã ngưng luyện ra bát niên rồi, bước vào thiên tinh cảnh. Nhưng mà bây giờ mới nghĩ đến, có phải là hơi muộn quá rồi không? Đại nhân uy võ cái thế vô địch. Lắm đó hỗn độn ninh thần mạnh nhất của nhân tộc chẳng qua cũng chỉ là thiên mệnh đỉnh phong mà thôi. Ở trước mặt của đại nhân, đúng là giống như sâu kiến. Trước đó sở dĩ che giấu thực lực chẳng qua chỉ là vì muốn dẫn các ngươi ra ngoài. Không ngờ 6 đại thần tông đều đã phái ra cao thủ ở thế giới tiểu linh nung này. Thật đúng là xem trọng Trúc Long ta rồi. Nếu đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Cảnh giới thiên tinh sao có thể chứ? Trúc Long này sao có thể đột phá được cảnh giới thiên tinh ở trong thế giới tiểu linh lung chứ? Cảnh giới thiên tinh, tất cả chúng ta liên thủ cũng không thể nào thắng được. Kết giới của Hắc Viêm đều đã bị đóng băng rồi. Thế giới minh vực thật sự là thất thủ rồi ư? Mở ra thông đạo Long Khư giới vực, nhanh lên. Cái gì? Có thể đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta sẽ đi phía sau. Đây là pháp tắc chi lực. Hắn còn đang thiêu cháy pháp tắc của bản thân mình. Mình, ngươi bị điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, cho dù là chặn được Trúc Long, bản thân ngươi cũng sẽ chết. À, mình, sinh ra từ minh vực. Ngoài 5 tháng tu luyện ở Vũ Thần Tông, cả đời đều ở thế giới minh vực này. Chết ở đây, chính là lời thuộc về của ta.